Vâng, và ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với tôi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục giải đáp những cái bài tập mà chúng ta sẽ phải báo cáo ngày mai cho giáo sư của tôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem lại toàn bộ những cái nội dung, những câu hỏi cũng như là những cái vấn đề mà tôi đã đặt ra. Đây, thì đầu tiên chúng ta sẽ có gì? Ở trong tuần vừa rồi á, thì chúng ta đã thể hiện được ba cái mô hình lần lượt là combine, volumetric divertoric và combine volumetric divertoric. Sau khi thực thể hiện ba cái mô hình này cùng với CodeMATLAB, vị chúng ra bằng cái Excel đó, thì chúng ta đã hoàn thành xong những cái nội dung đầu tiên. Thì trong tuần này thầy có yêu cầu đó chính là phải hoàn thành những cái mô hình đó, tiếp tục hoàn thành những mô hình đó nhưng với những cái mô hình, những cái phương pháp khác nhau. Ở ví dụ như lần trước mình báo cáo thầy thì mình đã hoàn thành semi-implicit cho ba cái mô hình, thì sau đó chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề mới ở đây. Thì đầu tiên là thầy định giao là chưa làm multi-ASO, nhưng sau đó thì thầy nói là chưa làm ASO trước, chưa làm multi ASO vội, làm đầy đủ fully explicit, semi implicit và compare nó với nhau, phải chắc chắn nó là như nhau. Hai cái này dùng rất nhiều, gọi là phương pháp về tích phân. Ngoài ra còn có những phương pháp khác, chẳng hạn như là CPA là cutting plan algorithm, hay là CPBM là closed point projection method. Hơi khác một chỗ là cách tính D-lambda khác nhau, và mình đã figure out, mình đã hiểu nó khác nhau ở chỗ nào. Làm lại những mô hình với CPA để hiểu phương pháp và độ chính xác của nó như thế nào. Thì còn một cái vấn đề của mình đó chính là mình đã hiểu phương pháp đó rồi, nhưng mà độ chính xác nó như thế nào thì mình sẽ để cái câu hỏi lên bên này. Tí nữa sau khi trình bày xong thì mình sẽ cố gắng giải đáp, đó là liệu là mình đã hiểu cái độ chính xác của phương pháp đó chưa nè. So sánh những phương pháp tích phân này khác nhau như nào, cái nào chính xác nhất, cái nào không chính xác, tức là đó, tức là ý muốn nói là độ chính xác nó như thế nào đó. Thì theo mình biết được biết thì có vẻ như độ chính xác của nó chắc chắn sẽ hơn semi implicit là cái chắc, với cùng một step nha, và full explicit. Còn CPBM thì có vẻ chính xác hơn, bởi vì nó phụ thuộc vào bước step, ứng với cái bước step đó thì cái chỉ cần ít bước step mà nó lại chạy chạy đúng ở trong cái user surface, nó không vượt quá cái đường crystal state. Cho nên là mình đưa ra một cái luận đó là độ chính xác nó cao hơn vì step thấp hơn, nhưng mà kết quả là đạt được là nhanh hơn. Đó, thì thật ra CPA hay là CPM đều là một phương pháp làm thôi. Và khi làm sẽ thấy chỉ cần 50 steps hay là increment đó sẽ đạt được kết quả, trong khi những phương pháp cần 500. Cái vấn đề phức tạp với thế làm đọc để biết, mình cũng làm luôn, đọc luôn để biết luôn. Thì lý thuyết ở đâu? Thì em đã đọc lại ở sách chương 5 Numerical Integration Constitutive Relation, chương 5 trang 91, sách của Simo. Đóng gì vậy vậy đâu. Thôi mà hình như mai mình không đọc cái này, sách của Simo chương 3 trang 143. Đó, một cái là Numerical Integration of Constitutive Relations, một bài hỏi cấu thành của tích phân số học như này nè. Integration Algorithm for plasticity and viscous plasticity, đó là dẻo và hóa dẻo nhớt gì đấy nè. Integration algorithm là tích phân, thuật toán tích phân của dẻo vậy, dẻo nhớt. Lấy thêm mình thêm nước không? Các thuật toán tích hợp độ dẻo, các thuật toán đây là tích phân đó, tích hợp thì cũng không có biết. Viscose rồi, nó là nhớt sao đó. Đó. Rồi, tóm lại hai phương pháp CPA và CPBM, tài liệu thiết cái rồi, framework và lab rồi, làm lại hết. Mục đích chính ở đây là làm xong so sánh những phương pháp tích phân này khác nhau, như là cái này chính xác hay không chính xác nhất. Để mà so sánh thì mình cũng để trên bay rồi. Thực ra không phải là cái nào là phương pháp chính xác là không chính xác, mà chỉ là phương pháp nào là phương pháp chính xác nhất. Ý nghĩa chính xác nhất đó là mình gần với cái đường analyze, tức là gần với thực tế nhất, bằng cách là gì, ở trong cuốn sách nó vẽ hình ra ra cho thật ra cũng không hiểu nó như thế nào. Một khoảng thời gian đầu cố gắng nắm được ba mô hình này thật chắc, lập được
hiểu được, dùng được phương pháp thế nào là góc độ của mình, sau đó lập trình những mô này dùng CBA thì mình biết cách dùng nó liền. Thì ngồi đây đọc sách Boza nhưng mà mình chưa có thời gian đọc sách này sẽ giúp mình rất nhiều. Logic Modeling Computation, có thời gian đọc cuốn sách tổng hợp những cái mình đang làm. Thì chắc có thể là khi mình làm xong thì mình sẽ đọc lại, bởi vì khi mà mình bắt đầu đọc qua Multi ISO thì thực sự là muốn tỏ hóa những bài nó hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng. Mình sẽ cố gắng hết sức. Và ở đây thì mình cũng lập ra một số câu hỏi. Ở đây ví dụ như thầy nói là tài liệu sách lý thuyết có rồi á, nhưng cái thầy cho mình đó chính là CBVM, CBVM, CBA của Volumetric, Derivative và Combined. Chỉ có đúng ba cái này thôi. Đúng ba file nằm ở đâu? Đây, mở lên luôn. Cross và Derivation. Ở tổng cộng ba file work của Multi-ISO thì mình tắt như trong này là bốn file work. Thì ở ba file work thì có CBVM của Volumetric, Derivative. Thì có untrain thôi, thì mình cố gắng làm untrain thôi bằng cách DW bằng DB trên 3. Còn đối với Combine CBA thì mình phải tự làm lại bằng Volumetric. Và cái câu hỏi mình đặt ra đó là khi em đọc framework thì em thấy trong CBA có ghi là không thể nào mà làm cho Derivative, nhưng mà em cũng cố gắng vô đó làm thử. Cuối cùng hai của các bạn tương tự. Em cũng chưa chỉ suy nghĩ đơn giản đó là thật ra DCBA chỉ là một phương pháp lập tìm lại D2 lambda để mà thế cho cứ cộng tích lũy thôi, nó tương tự như semi-simulations. Cho nên là em muốn kết luận đó là ở đâu semi-simulations làm được thì ở đó CBA làm được. Còn ở đối với CBM sau khi em làm volumetric cũng như là derivative thì em mới nhận ra đó là nó phụ thuộc vào hàm f j nhân dx bằng hàm trừ f thì em mới biết là em muốn làm combine, nhưng mà em không có biết tìm hiểu được cái cách thiết lập của cái phương trình đó như thế nào, cho nên là em không có thể nào mà làm được. Cho nên là em tận dụng CBVM làm từ the untrain chuyển qua làm train thì đối với data. Tuy nhiên có một số trường hợp này chị không ra, nhưng sau đó một ngày sau buổi sáng cái tự nhiên khi mà em quay trở lại làm với fully explicit, từ trước em cũng có làm fully explicit, nãy giờ nói không mà không sâu ra. Từ trước em có làm fully explicit nhưng mà kiểu em làm chưa xong cho nên chưa sâu ra, mà em chỉ phỏng đoán sơ. Bởi vì lúc đó em làm so sánh giữa semi-explicit và fully explicit đó, thì cái bài đầu tiên em làm là có một cái kết quả rất là tồi tệ. Ở đây nè, 0.2 nè. Ở đây là bao nhiêu? 0.5, mình nhập ở đây 0.5. Đó. 0.5. Thì cái bài là 524 đúng không? Mà này cũng 52. Nó cũng gần 545 431, nhưng mà cái biểu đồ á tự nhiên tới cái chỗ đó nó nhảy lên một cái. Thì em cũng nghi ngờ lúc đó, phỏng đó nó là có vẻ như là step nó nhỏ đó. Rồi sau đó thì em làm lại bằng mặt lá cho toàn bộ cho cái này thì em nhận ra được đó. Ở đây đây là kết quả fully explicit là các thuật toán nêu lý thuyết. Còn ví dụ ở đây là trend CPA, CBVM này, đầu tiên em làm CBVM để trình bày cái fully explicit. Trong lúc xử lý bối rối, chợt nhận ra D epsilon V thay đổi nên quay lại, cuối cùng nghi ngờ vì chỗ này con đều về thế là nhận đấy rồi. Thì nói chung là nó để tí đây là cái mà em muốn nói nè. Món đầu em làm bằng Excel thì làm Excel thì nó nhảy này, chồng em kiểm chúng là MATLAB nhảy đúng chỗ đó, kiểm tăng ngàn lên tăng 1.000, nó vẫn còn nhảy luôn 5.000, chỉ 10.000 luôn, cũng 10.000 luôn. Đấy là kết quả của fully explicit. Thì ở fully explicit em chạy luôn cho ba cái volumetric, derivative và combine. Tuy nhiên ở lúc mà em làm fully explicit tự nhiên nó hỗ trợ lại cho cái phương pháp CBVM luôn. Đầu tiên trong CBVM ở cái bước tính CBVM nó có một số ca em bắt trước thầy, khi mà ca lặp lại quá 1.000 lần thì thông báo là nó không hội tụ. Nên là em cũng nghi tại sao untrain chạy được mà CBVM không chạy được. Cho nên cái lúc đó em làm deep cái fully explicit em cũng bị bí. Chỉ khi chuyển từ Excel qua MATLAB em cũng bị bí luôn. Đây. Thì ở đây em có gọi là 4 trường hợp, trường hợp thứ tư là fully explicit và trường hợp thứ ba là CBVM. Thì cái mấu chốt đó.
Thì lúc em cứ sao kỳ vậy ta, mình làm hoài mà sao nó không ra. Thì em mới để ý đó là trong cái phân lý explicit đó, ban đầu em làm nó không ra là vì rồi nên mình cứ bắt chước xin nghiệm rồi mình lấy F trial chia cho H cộng HB á, bởi vì em copy cái code qua đây em bắt đầu sửa trên tao cho em thôi. Thế nhiên nghi là bởi vì khi mình soạn lý thuyết mình đối chiếu lại thì đúng không phải nhập chỗ này, nhưng mà tự nhiên nhập chỗ này chạy hoài nó cũng ra. Nhưng mà tự nhiên sáng mất một ngày trời luôn, có sáng hôm sau kia em để cái đó đẹp xong về thì ra là mình cứ để đẹp xong về ở đây là nó đối với untrain thì nó ra bởi vì đẹp xong về bằng không, nhưng mà đối với train á thì đẹp xong về nó có một cái vấn đề đó là khi cái tính cái chọn d lambda tiếp theo á thì mình sẽ sử dụng những cái dữ kiểu dữ liệu của bq của cái bước ở trước. Thì ban đầu em chỉ ghi để xong v và được f xong v y trừ với y trừ một thôi, nhưng mà phải nếu ở đây là bước y á thì bước trước bước đó là bước y trừ một, bước trước bước đó là y trừ hai, tức là cái khoảng đó chính là điểm xong v. Từ đó mà em ra được fully explicit, em kiểm chứng nó đúng là bộ vi cái file siêu em đã có rồi, cái kết quả nó giống như vậy. Và từ đó em vận dụng áp dụng lại cho phía bên trường hợp số 3 là bài của f hàm j cũng có đêm xong về luôn. Nào đâu ạ, bó tay. Đây đó, cái vấn đề nó là nó có thay đổi mà mình không có nhận ra, mặc dù nó không có liên quan gì mấy, nhưng mà nhìn vô cái mình giờ có cái này thôi, còn không có cái này thì mình cứ lặp tới cái bước đó lớn hơn nha. Em có hiểu tại sao mình lại lặp lại bước lớn vậy không? No, không, không thể trả lời được. Thầy hỏi vậy là bỏ đi. Thì em cứ nghĩ là bởi vì khi mà tính với df xong v, nếu như mình làm như vậy không đổi thì ban đầu mình đã khai báo df xong v bằng không rồi. Thì việc df xong v bằng không nó làm cho cái biểu đơn trend nó kéo dài vô hạn biết nó. Em hiểu này. Cái mình không hiểu rất nhiều. Trình bày tới đâu ta? Đây. Chưa có mô hình ưu điểm của combine nữa chứ. Con nha, đây là câu hỏi tuần này. Như vậy là em đã làm đầy đủ rồi. Compare and make sure như nhau. Ngoài ra những phương pháp đây thì em đã làm, bây giờ em sẽ trình bày lần lượt các phương pháp là CVA là phương pháp gì và CPVM là phương pháp gì, và khác ở chỗ d lambda là khác ở chỗ nào và độ chính xác của nó ra sao. CPVM và phương pháp chính xác nhất Nemo Step rồi. Ok, lý thuyết em cũng đã đọc rồi và em cũng có lấy những hình ảnh của trong sách Fundamental cũng như trong sách Simo quan vô trong này để thể hiện cái đọc mình và những cái dữ kiện mà em lấy vô thì trình bày hết. Và ok, vừa làm vừa so sánh, nói chung ba cái này là cốt lõi cái những cái em đọc, và em sẽ cố gắng trong chiều tối nay em sẽ đọc sách vô trà. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngay lập tức. Volumetric semi cutting. Ok, đầu tiên là CBA. Thì trong cái bọt của thầy á, lúc mà thầy gửi á, thì ứng với mỗi cái mô hình bộ của thầy thì thầy đều có những cái công thức tóm tắt. Em thấy rất là hệ thống, như em trình bày em copy lộn xộn xin ngầu hết trong đây, nhưng mà buồn giá là em trình bày theo cái thứ tự ở trong sách. Nhưng mà cái trong sách nhiều lúc nó trình bày lại không không có học ở của thầy thì nó tóm lộn lại, sau đó em coi mấy trước làm theo rồi soạn lại toàn bộ cái công thức để mình ném nhanh nó chắc hơn. Thì ứng với các trường hợp volumetric, Dielectric em đều làm tương tự như vậy. Và với các mô hình thì cái volumetric hay là em đều giống như nhau, cho nên thả xuống. Rồi đầu tiên là CBA volumetric thì chúng ta có cái gì? Có elastic increment stress relation with the weight of p, isotropic derivative part k do k biến đổi k một cộng v, increment tor here associative flow rule, u function, hardening function, hardening parameter,
có đứa sẽ lo lại về chuyện A B và đỡ hình này vô đó để mình thể hiện đó là cái một cái lý thuyết tổng quát cho một cái mô hình như là mô matrix đó. Và ứng với này thì ở trong file của thầy thì cũng có em copy vô lại và đánh dấu những chỗ cần phải đánh hàng. Ví dụ như ở đây là tất cả các bước như là semi-implicit hay là closed cutting blend đều là elastic predictor step, sau đó nếu violate thì return to user field, nó đều là return mapping, nhưng mà return mapping của CPA là CPBM hay là semi-implicit. Đó là điểm khác biệt của nó so với fully-implicit. Fully-implicit mình phải dựa theo cái bước ở trước, BQ ở trước, mình tính ra F, F mình so sánh rồi từ đó mình tính. Rồi, ở đây thì cái bước CPA nó khác với CPM ở chỗ là nó return to set state to the user field X và CC. Nói cái này chắc không biết giải thích sao luôn. Without needing secondarity, thì CPBM ở trong đó nó có hàm J, DX, bạn trừ F thì nó có cái đạo hàm bậc 2. Còn đối với CPA thì chỉ tính lập liên tục cái khoảng tăng D lambda, D2 lambda cộng dồn nữa thôi. Còn CPM thì nó có thêm cái đó. Và ở đây em thấy có một cái chỗ đây đáng và lưu ý này. It's only applicable to model with associated plasticity. Thì em mới biết đó là associated plasticity thì chỉ có volumetric và combined thôi. Vậy chẳng lẽ CPA không áp dụng được Dirac? Một thời gian đầu em không có làm Dirac, chừng sau em nghĩ như vậy thì tuy nhiên cái mối liên kết của CPA, bản chất CPA cũng chỉ là semi-implicit thôi. Cho nên cái nào mà CPA được thì chắc chắn CPA cũng làm được, em làm cuối cùng ra. Nhưng mà có thể là do em hiểu sai con này hay sao. The method subscription plastic multiplier đó. Thì nó tính ra những cái khoảng tăng D lambda cộng dồn D epsilon D sigma D A cộng dồn lại D A bằng FK chia đây. Thì nó cũng tương tự như semi-implicit F chia, còn này FK chia. Và D lambda thì nó cộng dồn từng bước nè. Ở dưới này thì cái này là nó nằm trong cái file bọt đầu tiên chứ nó không phải nằm trong file bọt mới ảo rồi cho nó. Lúc em đọc em tìm những cái nguồn tài liệu liên quan thì em hệ thống lại cho nên em mới đưa ra một cái kết luận đó. Rồi thì nó cutting plan chat updating procedure, nó tương tự như simulation mọi trừ là cái thủ tục tích phân, cái quá trình tích phân lên ở bước correct step, và nó phải so sánh với một cái hệ số tolerance, một dung sai á, em dịch này nó là dung sai. Thì ở đây nó cũng giống như là một số cân bằng không, một y trừ bốn, cho em cũng chưa tìm hiểu nó rất một lâu nữa. Đây sau đó thì em đọc cái sách thầy gửi cho là Fundamental và Simo, thì ứng với một cuốn sách đó, nó có những hình nhưng mà quy lại thì bản chất nó cũng như nhau. Ví dụ như hình đầu tiên là dành cho cutting plan, hình bên này thì dùng cho collision point projection, những cái khái niệm cơ bản. Ví dụ như ở đây thì nó đưa về thực phần, còn đây nó cứ hướng về bên góc bên góc bên góc. Em cũng không hiểu tại sao nó như vậy nữa, nhưng mà em biết là cái đây thì nó sẽ phụ thuộc vào hàm JDX, còn cái này thì đó là đưa về từ từ, tìm những khoảng D2 lambda cho đến khi nó chạm tới về mặt user field, mà không thì thôi. Nó chính xác hơn so với cái phiên bản simulation trừ một phát luôn, còn cái này là trừ từ từ, trừ từ từ. Này giống như là tangle gì tiếp tiếng này, nó trừ từ từ tiếp tiếng này, nó vuông góc vô cái mặt đây nó cũng vậy. Nó tìm một cái mặt giả sử, nó trừ vô thêm mặt giả sử, trừ vô cũng này, nó cứ bị là tiếp tiếng tiếp tiếng tiếp tiếng, nó thế nào mà chạm cái mặt đó thì thôi. Nó hình như đây cũng tương tự, cái hình đầu tiên là chắc lấy trong sách của Fundamental, còn hình này chắc lấy trong không, cái này chắc lấy Sushimo hồi phục 306 này, hình 3 chấm này, 5 chấm này chắc của Fundamental, sách Fundamental Actuarial Projection and Genome liền phát vuông góc luôn. Còn cái này một phép lập theo từ từ coi như là một patient, thì có vẻ như dòng chất Simo là rõ hơn cái fundamental. Còn đây cái thuật toán cái này thì ghi vòng vèo lòng vàng em chưa hiểu hết.
20 phút thôi. Thì ở đây em để ý nó là nó có so sánh với một cái tolerance này. Tolerance dùng sao này? Tolerance. Đó, ở đây là lấy chỉ tuyệt đối luôn. Cái này là cái gì ta? Cộng delta lambda. Không hiểu. Thì ban đầu cho bạn không, nếu thức toán người ta em copy ra thôi, nhưng mà em đọc là hiểu sơ sơ. Đây chắc là d lambda rồi, còn tăng d lambda này. Nhưng mà nó có cái phương trình. Ui, có khi nào mình đọc đi mình hiểu không ta? K. Hiện tại thì em đang trình bày CPA cho nên em sẽ tập trung vào CPA. Tí nữa qua phần CPBM thì em sẽ nhảy qua bên đây. Ok. Hồi đầu tiên thì CPA á, CPA thì nó sẽ tìm ra cái d2 lambda. D2 lambda nó tìm bằng cách bằng f chia cho d sigma df trên dp nhân với một cái cộng gì đó cộng cho gì đó HE cộng HB đó. Đó thì cái đây có thể này là HE là HB. So sánh thì f đó nếu nó biến bằng 0 thì nó bằng 0 rồi. Còn trong elastic, còn nếu mà nó lớn không thì phải tìm đây rồi cộng vào. Cộng vào cho cái delta lambda cũ. Rồi đó, nó tích cứ cộng dồn, cộng dồn, cộng dồn. Nhân với cái A sinh mã, epsilon, quỷ. Ok, cho tất cả một này. Ở đây thực ra nó chưa có rõ ràng. Ở đây người ta tính ngay, người ta chưa có cộng dồn. Đây người ta cộng vô luôn á. Nhưng mà chiếm gió thì vậy thôi chứ. Cho bản chất thì nên lấy D này cộng với D kia rồi sau đó mới thế vào. Cái này thế trực tiếp rồi. Còn cái này thì phải để ý nó là có một phương trình F này, cái đây chắc là phương trình F rồi, F trừ bằng phương trình chỉ đó nhân với DX á, ở chain nhân DX. Và đây nó cộng tính D2 lambda ở D bình thường á, cái phương trình của CPM nó tính dựa trên cái bằng cách vừa giải và mai chặn. Sau khi mà giải mai chặn thì chúng ta sẽ có một list, một danh sách các biến luôn. Còn D2 lambda gì đó thế vào tính ra. Còn cái này thì thật sự hơi không hiểu quá nha. Coefficient point projection mà sao là tension modality. Đúng không? Tension là cũng bên này mà. Cái này hết pin rồi chứ. Dạ. Mua hả? Ừ. Ủa tao rơi rồi chắc mày chưa thèm. Thôi đó. Các bạn đợi tí nha, thay pin nha. Không biết cục nào hết á, thay cục. Rồi, có khi một cục hết. Có cái hai cục cũng hết không? Pin nó cái này. Đó. Lấy sẵn hai cục đi. Lấy cục chưa? Lấy cục chưa? Phát pin thì tiếp. Đó, như các bạn thấy thì tôi vừa mới thay pin, thay một cục thôi. Để mình biết là cục nào hết, còn là còn cục kia hết thì mình bóc đó ra. Chúng ta tiếp tục đi trở lại nhé. Pin con này cùng một góc. Spring. Rồi, ok. Đọc mấy cái chữ trong này thử xem. Update consistent parameter consistent. New hardening concrete stress. New conditional flow rule hardening residual. Residual là gì? Phần dư tại sao lại cái chỗ đó là gì ta? Giống như là cái khoảng tăng từ từ ở D2 lambda, D2 B, D2 Q gì á. D2 A, D2 lambda, D2 epsilon VB, D2 epsilon QB. Tension modeling inconsistent parameter increased stress. Đó. Thì sau đó thì chúng ta sẽ finish, tức là hoàn thành cái mô hình CPA này. Và bây giờ thì như trong này là ghi thì người ta là tương tự tiếng là tiền khoảng lambda này. Thì đầu tiên thì cũng lấy K, G, K dựa trên phụ thuộc vào ứng suất của vị trí đó. K là độ cứng mà từ từ đến đây G có số bước xong. Sau đó thì epsilon Q tăng thêm từ khoảng epsilon Q làm chia cho một số bước. Từng bước nhỏ mà. Thì đầu tiên là lấy DQ bằng 3R nhân epsilon Q. Sau đó stress trial. Thì DQ K nếu mà trend á thì lấy DQ chia 3. Còn trend thì lấy tính theo bình thường, mà không áp dụng cái đường này là tree axial loading path. Đó, K đếm xong V bằng 0, với đếm xong V bằng 0 untrain chứ. Đó, sau đó thì ở cái bước ban đầu thì lấy quy K B 1, còn cái này bằng 0 hết. Sau đó check là
Câu thử nó nằm trong bước nào? Nếu mà elastic hay là plastic? FK bằng BK, AK, VK, trên này FK là phương trình của Lemaitre mà thế vào. AK là dự nghiên rồi, còn VK, BK, AK, VK, BK là khoảng trial predictor, elastic predictor. Đó, thực ra cái này chắc mình có số không chắc rồi, mình còn phải. Làm đâu số nó nói. Ok, sau đó nếu mình biến không thì đến bước số 5, nhưng mà đây mình cũng liệt kê ra luôn, tức là QE nó đúng như là bước elastic predictor V bằng VK, B bằng K, đếp xong V, đếp xong V, B, K, A dự nghiên, cộng thêm, cộng dồn thêm thôi, đếp xong V, đếp xong V, có cái chỗ đếp xong V, B, E thì mình nhớ lấy B, E chung 1, V, E mới vừa tìm được, trừ bước đầu tiên thì khác. Rồi sau đó đến bước số tương tự như step 5, nhưng mà nếu lớn không, lớn không thì nó đã qua bước elastoplastic, là chuyển qua plastic rồi. Thì ở đây chúng ta có một cái hệ số là tolerance, ở đây là 1 e mũ trừ 4, tức là 0.0001, nó gần như là 0 vậy. Khi mình dùng những hàm lập y và kết thúc là n thì sẽ lặp lại cho đến khi nào cái này không thỏa nữa, tức là khi mà fk nó còn, khi nào mà nó còn lớn hơn 0.0001 thì nó vẫn làm, cho nên nó dừng lại khi mà biến con số đó, tức là gần như là bằng 0 rồi đó. Thì sau đó thì chúng ta tính lại k, k chính là độ cứng phụ thuộc ở BK, vừa mình vừa giải sử bước elastic predictor kìa. Theo có thì có BK, có K, có G, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tìm một cái D2 lambda bằng cách lấy FK chia cho này, FK thì thế vào FK là cái mình vừa mở tim hồi nãy, lớn không á. Why? Lớn không trừ lại cho mình không kinh được. Đó, dựa vào FK đó, K có nè, từng bước lập này sẽ tạo ra những K khác nhau. K có nè, DF trên DB, DG trên DB, DF trên DW, DG trên DW, DF trên DA, DA trên DB, 1 cộng hay 0 rồi, cái này nó có rồi. Đạo hàm ra là có rồi, mình có thế vào. Ví dụ như DF trên DB, đây 2B chữ A, DW 2W chữ A, trên F với 2B, A lambda chữ K3. Thì cái F này có rồi, D2 lambda mình sẽ tìm được cái khoảng D2 lambda. Có D2 lambda đó, thì mình sẽ tìm lại được D2W. Nó cũng tương tự như semi-implicit sound, nó cũng như là D, chỉ là D lambda thôi. Nhưng là cái khác chính là thêm cái tolerance đó, tức là nó làm sao cho mà ở đây cũng có D2 lambda, D2W, DB, Epsilon cũng y chang vậy luôn, nhưng mà đến cái bước cuối DA thì ở khi đó người ta sẽ cộng dồn lại một lần nữa, để thế là phương trình người ta có thử F nó còn lớn không không, chắc chắn là cái đó lúc đó sẽ biến không rồi. Lớn hơn cũng lớn hơn không, hoặc có thể là gần bằng không, nhưng mà có thể bằng không hay chưa thì nó tiếp tục lặp lặp cho đến khi nào trừ nó gần bằng không thì nó mới dừng lại. Thì sau đó chúng ta sẽ thu được QE, BE, DF xong VB, AF xong VB, xong QB, AA, rồi chúng ta lặp lại liên tục, chúng ta sẽ hoàn thành cái bài tập. Đó chính là mấu chốt của CVA, tức là mấu chốt của nó là thêm cái tolerance, tức là khi mà chúng ta thay F lớn không thì cũng như là cũng sẽ tìm D lambda như vậy, nhưng mà ở đây là sẽ tiêu còn D2 lambda, và khi mà chúng ta trừ ra thì có vẻ như là sẽ xuất hiện một cái sai số, có thể nó sẽ bằng không đó. Nó bây giờ sẽ không còn lớn hơn không nữa, nhưng có thể là nó gần bằng không, cho nên nó cứ tiếp tục lặp lại liên tục cho đến khi nó bằng không thì thôi, đó là nó khác. Cho nên có thể thấy khi mà chúng ta ra một cái kết quả, ví dụ ở đây là chúng ta làm một semi implicit, đầu tiên thì chúng ta sẽ có 509627, thì ở CBA là 506620, đó nó gần như vậy, hình như hơi xa rồi đó. Ở CBVA thì cũng đem 97621. Thật ra mà còn phải tăng lên nhiều, phải tăng CBA lên còn 1000 thì kết quả nó mới ra chuẩn được. Nhưng mà ở đây trong bài tập này thì chỉ có dừng lại đó thôi. CBVM nè, CBVM ở đây em chạy bởi step 200497591. Đây 506620. Đó thì cái kết quả nó cũng tương tự như vậy thôi.
lì 9627 nem lì 6620 nó giảm đi tí. Còn nem có thể nhìn hơn đây là đế này. Có cái hình này là lúc cái này nó có vỉa như vượt quá này, còn đây là nó chính xác này. Đó, bởi vì cái tùy cái phương pháp, ví dụ như phương pháp này nó chỉ lệch anh chọn. Còn ví dụ như untrend thì sao? Untrend semi-solid ở bước 500 này. Là 278333. Đây là 278333 luôn. Lệch nhau tí xíu. Ôi có vị như dễ sai lắm à. Đó đều là trực như thế nào. Okay. Xem là 954-1363 933-1299. Tùy bài đúng không? Nhưng mà đối với untrend thì kết quả lại gần như là tương tự nhau, nó không sai số nhiều. 293-2 291-3. Còn combine thì sao? Combine thì 866-1099 851-1054. Đó, thì có khi nó lọt ra ngoài này, có khi nó nằm sát hơn chồng. Thì thôi, cái kết quả nó như vậy. Nói chung là cái CPA có vẻ là nó chính xác hơn. Chính xác hơn so với phương pháp semi-implicit. Đó là cái mà ba mô hình này nó là như vậy. Và tiếp theo thì em xin trình bày về Closed Point Prediction Method. Thôi đứng về nhà. Nhưng mà tiếp tục thôi. Mới 30 phút thôi mà. Thì tương tự như ở CPA thì đầu tiên em cũng liệt kê ra toàn bộ những lý thuyết. Ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ có incremental stress strain relation để quy định về những cái đó là thứ yếu quan trọng nhất của cái mô hình volumetric, như K thay đổi theo B, hay là đây là associated range chung với F, và B trừ A cái hàm yield surface nó như thế nào, hàm số hardening parameter như thế nào, và nó phụ thuộc vào tại sao gọi là volumetric, phụ thuộc vào đếp xong với B volumetric plastic deformation. Đó, và cái hình đó như thế nào, nó gồm có ellipse, crystal state line, và đây là initial, còn đây là finalized. Đó, thì tương tự như cái bước CPA cũng đặt vai quạt của thầy, và biết được nó là cũng tương tự như vậy. Đầu tiên cũng là return mapping, từ elastic step, nếu vi phạm thì đưa use surface, bản chất của nó như vậy. Và nó cũng tương tự với CPA vừa rồi, nó cũng có thêm một cái tolerance, nếu như mà nó chưa có hay không thì nên cứ sẽ làm cho nó gần gần tiếng hoặc không. Ở đây thì người ta sử dụng cái ma trận J để x bằng trừ f. Đó, đây là những cái mà em thắc mắc đó, là em không biết tại sao nó là như vậy á. Nhưng mà khi một thời gian em đọc ra thì em nhận ra nó có vẻ như là nó có cái đặc điểm gì đó. Mà giờ em sẽ trình bày. Đầu tiên là có J ít như là lý thuyết. Đó, thì sau đó em đánh máy lại cho nó. Rồi tìm ra những cái đặc điểm á, thì em phải đánh máy nó lại. Thì ở đây bên này thì là J để ít, bên này F. Đó là J nhân để ít bằng trừ F, là em chỉ liệt kê ra thôi. Thì quan sát cho nó chi tiết hơn. Và ví dụ như ở đây thì mình nhìn xuống đó, thì mình sẽ biết là đây lần lượt là những con tăng DB, 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 xong rồi DB, DA, DLambda. Thì đối với volumetric chất vậy, còn đối với Devetric thì chỗ này DA xin đổi thành là Data. Còn đối với cái cuối cùng thì bảo thầy. Đối với... Và... Thôi cái đấy không có, không biết thì không trình bày. Rồi, thì sau đó nếu như nhìn như thế này thì nó chỉ không có trực quan được. Chỉ có nhìn được cái khúc này à. Nó không trực quan, cho nên là em quyết định lấy hai ba trận nhân lại với nhau. Thử xem là tìm hiểu nó như thế nào. Thì ở đây chúng ta có mấy trận 6x6 nhân mấy trận 6x1. Chúng ta được mấy trận 6x1 thì lấy hai nhân cột. Nhân là cột. Ở đây thì forward error. Error chắc là fully explicit. Chắc chắn là như vậy. Nè. Ở đây
phép được hát xì cái. Đúng quá. Sao có xì đúng trời. Tại tôi ngủ chưa đủ giấc cho nên bị hát xì. Đây giấy. Thì ở đây thì nó dự đoán được untrend. Đặc điểm ở đây là simple untrend path are predicted very well. Cho nên là với toàn bộ những ví dụ mà thầy cho đều toàn untrend luôn. Ở dưới đây em cũng có lưu lại. Đối với cái phương pháp đầu tiên là cái mô hình đầu tiên volumetric thì chúng ta có phương pháp CPVM là có lời giải đáp án và có thể so sánh được với nó. Từ cái so sánh đó mình viết ra cái khác và so sánh lại với cái xe của em thì em biết những cái kết quả nói chung là với nhau là các bạn đáng tin cậy, có thể đúng hết, có thể toàn là sai hết nhưng mà có vẻ như là đúng hết. Rồi ở đây thì cái hội tụ của nó nhanh hơn so với phương pháp kia chính xác đó. Thì tí nữa em sẽ show ra những kết quả đập lại từng bước của thầy thì thầy so sánh là bước 10, 100, 1000, 10000, còn kia là 100, 1000. Ở đây so sánh là bước từ 500. Rồi nói chung là ngàn, 10000, còn em là đáng lẽ 100, 1000, em so sánh 500, 1000. Để tí chỉnh lại thêm cái đó nữa. Ok. The implicit approach obtain acceptable result at 10 time steps. Khoảng 10 bước là có kết quả. Đúng. Cái điều này em đúng. Em có chạy thử 10 time steps rồi. Và a convergent solution available at 100 steps. Cái này không hiểu à. But explicit approach semi implicit. Explicit thì vậy 1000 step tí mình sẽ chạy lên CBA, bởi vì CBA là có vẻ như explicit. Explicit gồm có fully explicit và CBA. CBA là cũng gọi là explicit, còn cái này thì gọi là implicit, có vẻ là như vậy đó. Rồi. And the convergent solution isn't available until approximate 10000. Đó, cho nên thì tí nữa em sẽ chạy thêm một cái CBA ở cấp độ 1000. Còn cái cấp độ 10000 thì em đã chạy rồi. Và có thể là mình sẽ chạy thêm tại bước 100 nữa. Thử nó sẽ ra một hình tầm 7 hết sức như thế nào. Ok. Đối với vậy thì mình chốt lại ở đây là gì? Em sẽ viết note lại không quên. Vừa nói vừa ghi đúng không? Nói miết không biết ghi được đâu. Xin phép rồi. Chưa xin phép kìa. Ok. Thì ở đây á, chúng ta có hai cái. Explicit và implicit. Ok. Explicit thì chúng ta sẽ có fully và CPA. Chúng ta sẽ lần lượt chỉ ở các bước là 100, 1000, 10000. Đó, đây là những bước chủ yếu. Hình như là phải chỉ thêm 10 nữa sau đó. Còn đối với implicit thì chúng ta sẽ có semi và CPVM. Thì chúng ta sẽ cũng chạy từ 10, 100, 1000. Đó, như vậy thì dễ hiểu không? Chứ còn chạy nhiều quá thì cũng đúng. Đó. Thật ra cái này cũng lên 10 đó. Đây. Tí nữa mình sẽ xử lý sau. Rồi, implicit thì kết quả đã chấp được rồi, nhưng mà đến 100 step mới kết quả được, chấp nhận được. Cho nên chắc mình không có 10, bởi vì 100 thì là để chạy hết sức tầm bậy rồi. Ok. Thì ở đây á, sau khi mà em liệt kê các phương trình đã ra và thể hiện được cái J, DX cũng như là bằng chữ F á, thì em lấy hai nhận cột thì chúng ta sẽ thu được kết quả đây. Và sẽ quan sát nó một buổi trời mà không nhận ra được, nhưng mà từ ngày hôm sau khi tỉnh táo quay sang lại thì em bắt đầu nhận thấy là như thế. DB ở phía bên này trước, em nhìn nhận phía bên này trước thì nó sẽ ở đây mình cũng thấy là K nhận điểm xong V trừ điểm xong VB. Ủa vậy thì nó cũng là DB rồi. DB trừ DB vậy nó bằng không à? Thì thật ra là không phải. DB ở bên này á là nó khác nhau ở số K, thì tí nữa trong code nó có. Nói chung là nó cũng thể hiện được cái đây là bậc một của DB, cái này cũng là một DB, DB này khác DB này.
tương tự như vậy, DQ cũng DQ, D3G, Epson Q cũng DQ. Em chỉ nhận cái đó là cái đặc điểm em nhìn nhận là Epson VB, Lambda DB cũng là Epson VB, Lambda DQ, nhưng mà nó khác ở chỗ là D Lambda. Có vẻ như chỗ này bằng câu á. Hình như là vậy đó. Đó, đề cho DB cho DB thì nó cũng là DA luôn. Đó, khác là chữ khó ở chỗ để F, F này. FK thì nó cũng đó. Đó là còn cái cuối này. D ảo hàm của F trên hàm của B nhân DB ra ra của F nó quy thì nó ra F rồi. Như thì lần cái này đều là những mối quan hệ bậc nhất liên quan với nhau nè. Từ đó người ta mới thiết lập cái phương trình này. Đó, ví dụ tiếp theo ở phía bên này, đầu tiên D2B nhân vô là D2B này. Còn phía bên này DB nhân đây mà thành K, K nhân đây cũng ra DB luôn. Còn K nhân D xong VB cũng là DB cho D nào. Đó. Còn đây DQ 3R cũng là DQ luôn. Với điều kiện ở đây là D xong V bằng 0 á. Đó, sau đó ở bước này cũng vậy, cái này cũng là D xong VB, D là D lambda nhân DR trên DB này. Tương tự như mấy cái này cũng vậy. Thì em mới biết là những cái này là mối quan hệ bậc nhất mà, nhưng mà em không, cái em không hiểu là người ta thiết lập phương trình này bằng cách nào, như thế nào. Ở trong sách của Fundamental, ở đây thầy có chỉ cho em đọc là ở chương 3 và chương 5 thì đọc ra. Em có rà soát là một lần nữa nhưng mà cũng không thấy. Nó chỉ nêu ra những cái lý thuyết rất cơ bản. Và cái ở hai cái cuốn sách này thì em chỉ tìm ra được cái hai cái hình, cái những cái hình đó. Thành lần thấy em chiếu ở trên CV và cái thuật toán. Còn cái phương trình F và D thì thật sự em tìm chưa ra. Ở thầy có hướng dẫn sách Bora ra nhưng mà em chưa đọc. Biết nữa em sẽ đọc. Để ngày mai em nói thầy là em đọc rồi. Ok. Ở đây thì em có liệt kê ra để chứng minh lại, bởi vì trong cái thuật toán trong phần 1 của thầy cho có một số chỗ thầy khai triển ở đây thì em chỉ có nghi ngờ tí, là ví dụ như ở chỗ này thầy ghi là E trên lambda trừ K3 em kêu ủa sao hoặc là quen vậy ta, thì lúc đó nhìn lại thì tí ra nó là D, D, B để em thế vào. Ở lý do em nhận ra là bởi vì khi em làm derivative, derivative lại trình bày theo một cái kiểu, là một cái kiểu đó là tóm lược lại so với kiểu kia, thì hai cái đó đối chiếu và đối chiếu lại cuối cùng em có một cái nhìn nhận tổng quát và em mới hiểu được. Chứ còn nếu mà làm một cái thật sự mình nhìn cũng chưa ra, bởi vì áp dụng rất là máy móc. Ví dụ như chỗ đây ở cạnh cái trừ á, mình không biết thôi, nhưng mà đôi khi mình trong trừ là mình để ý ra liền, mà làm nổ dấu cho đây nữa. Nhưng mà sau khi nhìn lại kia đối chiếu đảo hàng lại thì em biết là những cái này là đúng. Bởi vì em so sánh hai cái, một là hai cái làm sai, hai là đúng hết. Nhưng mà khả năng làm sai nó không có, bởi vì khi mình chạy ra cái đáp án và mình so sánh, cái em so sánh là với phương pháp semi CBA thì kết quả nó trên lệch nhau ít. Thì đúng, nếu mà như mình thay mình dấu là chạy tốt lúc không. Thì ứng với mẫu bài thì em đều để lại cái hình như vậy. Trong đối với đây CBBM thì lần lượt về những nào muốn gấp thì chỉ hiểu như vậy thôi, chứ cũng không hiểu. Intercalated points in strategies of a linear intersection F and com. Closed point. Đó, nghe closed point which is which norm. Okay, so it's a perfect plastic cutting plan. Tension. Đó, sau cái bước vừa rồi ép thì nhìn nhộn trên này em thật sự cũng chưa hiểu nó là gì nữa. Đây, internal variable. Có vẻ như trong này sẽ có một phương trình F. Đây, để đem xong VB, đem pha này. Còn trong này sẽ có phương trình DX và J. Có thể là để nhân cái này vào. Do em chưa hiểu cái này, nó K này. Nhân này có thể các quan trọng nó nhân với nhau một cách gì đó. Mình chưa thiết lập ra, nhưng mình chưa hiểu. Còn áp dụng thì đã áp dụng rồi. Cái không biết là tại sao người ta làm được cái đó. Cũng có thể là khi mà làm multi-serial thì em sẽ nhận ra được cái đó. Còn bây giờ em chưa nhận ra. Và có vẻ như multi-serial rất phức tạp, nhưng mà em tin là mình sẽ làm được. Thì sau đó, trước khi mà em chạy ra toàn bộ, bởi vì em làm lần lượt trước thầy giao trong Simulations, thì giờ em làm CBA trước. Bởi vì em thấy CBA nó gần gần giống như phương pháp này. Simulations còn
cái tự nhiên thấy CBBM cái gì mà mê chẳng không nhìn sợ, cho nên mình chưa làm, chưa dám làm. Thì lúc này thì phương nghiệp solution chưa làm, và lại lúc đó mình chưa hiểu nữa, cho nên lúc đó mình chỉ có đọc sách fundamental và để cái hình trước khi em sử dụng hình của em, thì em sử dụng hình của nó để em hiểu nó trước. Thì ở đây người ta so sánh các phương pháp với nhau. Đầu tiên thì đối với return mapping là nói chung cho CMM implicit, nói chung cho CBBM cũng như là CBA. Thì return mapping ví dụ như ở đây chắc là nói về cho CMM implicit. Another step đối với CMM implicit thì ở bước 50 nó chạy tốt nhất như này, 500 là chạy gần tới 1.000, 10.000 thì coi như là return mapping có thể tin, các bạn có thể tin cậy được. Đó. Còn đối với hồi gì trong này ghi chú là gì? Gì em bay đi em? Ngựa đi ra cầu là gì vậy em? Đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có return mapping là 50, 500, 1.000, 10.000. Thì thường thường thấy xài 50, 500, 1.000, 10.000 thì nó hợp lý hơn, nhưng mà cũng hết chui. Để coi return mapping, cái nào cũng là return mapping của ta. Fully implicit 50 semi nè, 50 thì semi bình thường 50, 500, 1.000, 10.000. Đó. Thì chỉ có phương pháp đó mới đáng nói thôi. Cái này cũng có thể là return mapping. Thì cái này mình dự đoán nha là semi và CBA, bởi hai phương pháp này nó tương tự như nhau mà. Thì chúng ta sẽ có 50, 100, 1.000, 10.000. Đó. Thì 500 nó còn tới là khoảng 1.000 là các bạn tin cậy được. Cho nên nếu như mà kết hợp so sánh giữa các mô hình này với nhau thì mình nghĩ là mình nên chạy 1.000, 10.000 thì nó giống nhau rồi. Thì còn chỗ kia thì 100, 500, 50, 100, 500, ví dụ như vậy. 50 thì sai quá cho nên chạy 10 luôn rồi. Đó, thì tuy nhiên thì thêm cái 500 vào. Đó, mình nghĩ cái này là cái so sánh khác, một cái mô thế giới so sánh khác. Đó. Rồi. Vậy thì tiếp theo cũng là dãy 50, 500, 1.000, 10.000. Nhưng mà ở đây là gì? BQ, đây là Q epsilon. Q đó thì ở đây nó có ở đây ý nó muốn nói là gì? Ý nó là bởi 50 á. 50 thì gì đó, nó còn bật lên nó chưa có chính xác. Còn 500 á tới 1.000 hay là 10.000 thì sẽ bắt đầu tiếng đúng hay không? Còn ứng xử bằng này thì không chính xác. Ứng xử độ bước 500 thì cũng có thể tin cậy được rồi. Này mình không thấy cho tam giác. Cái hình này nó đang trồng chặt lại rồi. Có vẻ như bước 50 là không tin cậy được. Còn 500 này chắc là nó chỉ 500 này. Đó là cái vực đồ BQ. Đồ BQ là rất quan trọng á. Trong cái bài của mình ấy, cũng có một cái ví dụ BQ. Nhưng mà cái ví dụ nó hướng vào không là cái ví dụ trong file của thầy với những cái thông số khác chưa từng có. Đó. Cái em cũng muốn hỏi thêm đó là nếu nhìn vào các thông số đó thì chúng ta sẽ hiểu cái vật liệu như thế nào, các thông số đó kiếm từ đâu ra, từ thí nghiệm nào. Cái ví dụ này thì không biết là dám ghi đó hay không nè, ví dụ như là cái câu hỏi mình là gì và các thông số đó thể hiện tính chất gì của vật liệu. Cái này thầy giật chữ chết. Các thông số được từ thế hình nào, là sao có thể ra được ví dụ như vậy. Đó, ví dụ đó, tại sao người ta nghiên cứu ra được một ví dụ như vậy, mình có thể ra một cái ví dụ như vậy không? Rồi đó, thì tiếp theo là chúng ta cũng có return mapping. Rồi bắt đầu là gì đây, nhưng mà ở với medium sense ở đây thì người ta bắt đầu dùng bước 200 là thấy cũng sai rồi, 50 là cũng sai, quá sai. 500 thì cũng tin được, cho nên là chắc mình bỏ bước 50 đi, bước này 200 là cũng ngon lành rồi.
50 hơi thở là học. Ở đây người ta không dùng 50, thật ra người ta dùng 50 cũng được đó. 50 cho nó 6 tới 200, 500, 1.000, 1.000. Thì cái mức 500, 1.000, 1.000 là có định rồi. Thì cái này 100 rồi, sửa lại thành 100 cho nó thống nhất. Nếu mà 10 thì kỳ quá. Ờ, 10 để cho nó so sánh với cái này. Thì 100 đi. Đó. Tự nhiên đi 50 đi chạy 200. Ờ, vậy sao không chạy 200? Nếu chạy 200 tại sao không chạy 100? Đó, chạy 100 cũng được. Không cần thiết phải chạy 200. Bởi vì 200 là thường thường, 200 là của cái CBPM. Đó, 200 là CBPM là chạy ngon là rồi. 200 đâu, chỉ là return mapping. Numerical 50. 50 đây là B-way, đây là B-way 50. Chọn giữa 200 là cũng chậm chấp được rồi chứ cũng à, direct nó có hai phương pháp khác nhau này. Để ý nha, để ý nha. Có biến rồi đó. Đây là tô một màu này, đây tô một màu khác. Direct. Direct ở bước 50. Và direct ở bước 500, 200. Ở đây thì nó có sẽ có hai hình này. Cái bước direct có vẻ như cái bước direct integration giống như là bước CBPM vậy đó. Cũng không hiểu nhưng mà cái vấn đề của mình là gì? Đó chính là đồ rối. Direct integration nó chính xác hơn. Còn bước 50 là sát luôn, bước 200 cũng sát luôn. Còn trong khi bước kia 50 và 200 thì lại rất xa vời. Cái đó là ý nó muốn nói vậy. Cho nên là ở đây khoảng bước 200. Bước 200 ở CBPM là rất ngon lắm. Trong khi ở bước 50 và 200 bên kia thì nhìn khá là tào lao. Nhưng mà ở dưới đây thì thầy lại so sánh là gì? 10, 100, 1.000, 100, 1.000. Còn đây là 10, 100, 1.000, 1.000. Thì nó phải thống nhất như vậy mới so sánh được chứ. Còn so sánh cái này 50 và 200. Tại sao không phải là 50 và 100 đúng không? Hay là 100 và 500 đó, như vậy đó, yếu đó vậy đó. Hơi khó rồi nha. Cái đó là cái mình không hiểu á. Chứ còn cái kết quả này thì có gì đâu mà nói. Comparison integrated solution, simple strand control trend, trace the loading path, sample will load it from the origin 2 to 2.2 the left. So the result 10 implicit CPPM, but the existed error algorithm. Thì chắc mình sẽ tuân theo cái hình của thầy là 10%, 1.000, 1.000. Còn cái mà mình biết được ở đây á, thì có thể là 10, 100, 1.000. Thì có vẻ như là ở bước 50 này đã đúng rồi. Thì bước 100 thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Đó thì 10, 100, 1.000. Còn cái này thì nó hơi tào lao tí. 10, 100 chắc select luôn. Ờ vậy thì chốt ha. 10, 100, 1.000. Còn cái này return more ping. Bình thường chắc anh chị khuyến mãi thêm cái 500 nữa. Ok, khuyến mãi đi. Đó, đây là cái mãi để cho thầy nhìn. Nhưng mà cái mình chưa làm được là gì đó, chính là gộp các biểu đồ lại chung một cái biểu đồ thì mình hiện tại chưa làm được. Nhưng mà nếu như làm thì hiện tại thì mình chỉ có thể nghĩ đó chính là không nghĩ ra gì hết. Làm sao để gộp các biểu đồ lại với nhau? Đó là một câu hỏi rất khó. Đây, các bạn có thể thấy thằng bạn của tôi nó đang học bài, thấy chưa? Giờ đó gấp cái này nè. Đây chứ. Không biết các bạn có thể giờ thấy con chuột của tôi không ta? Rồi bây giờ chúng ta đã trải qua khoảng 54 phút. Bây giờ tôi chắc sẽ trình bày hết cái phương pháp CBPM của Volumetric và kết thúc video đồ ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục ở tập số 2, sẽ nói về Directory và Combined.
Bởi vì cái phần đầu tiên nó là một cái phần nói chung là một cái lý thuyết tổng quát, thì ở phần sau chúng ta sẽ đi nhanh hơn và chúng ta sẽ cùng nhau review lại những cái câu hỏi mà thầy đã đặt ra trong quá trình trả lời trước mà chúng ta chưa làm được. Ở đây thì chúng ta có cái câu hỏi đó chính là ưu nhược điểm của cái mô hình giải thích ứng xử, thì tuần rồi chúng ta cũng nợ thầy cho nên tuần này chúng ta phải trả, cần nợ phải trả đó các bạn. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục CBBM. Ở đây thì phương pháp CBBM của chúng ta là một phương pháp tương tự như CBA như đã trình bày, có áp dụng tolerance, đó là dung sai đó, và cố gắng trừ chuyển nó trở về cái hàm bề mặt use surface f bằng không đó, nên lặp đi lặp lại những cái đó. Nhưng mà CBBM nó khác với CBA ở một chỗ, đó chính là họ có sử dụng cái phương trình có sự cái ma trận là J nhân D bằng trừ F. Người ta gọi nó là phương pháp Direct Integrated, hình như là vậy, gọi là Implicit. Implicit là giống như Semi-Implicit cho các bạn chính xác hơn. Đó. Ok. Và nói chính xác hơn cũng không chính xác, bởi vì CBBM là một phương pháp rất là vô đối, nó phải nằm lại riêng một mình. Ôi, với một cái bước lập nhỏ mà nó cho được kết quả chính xác ngay lập tức thì các phương pháp khác không thể nào mà so sánh lại. Và tại sao nói như vậy? Bởi vì mình đã chỉ ra kết quả và mình có thể khẳng định kết quả đó đáng tin cậy. Đó là bởi vì cái kết quả của semi-implicit, kết quả của fully explicit và cả kết quả của CBA đều nói lên ra một điều: CBM là chính xác, nó không thể dẫn những người khác tồn lại lên. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục nha. Tương tự như tất cả semi-implicit hay là CBA, chúng ta bắt đầu tìm K và G. K và G thay đổi phụ thuộc vào B, very according P pressure đó, dựa theo K G. Sau đó thì cũng là giai đoạn elastic trial, thì chúng ta có D Q bằng P G D epsilon Q, còn D B là bằng D Q trên 3 theo cái trial learning path. Nếu như untrained thì chỉ cần cho D epsilon Q bằng 0 và không có tính thân theo trace loading path, tức là DB bằng K nhân D xong về, thì mọi chuyện rất là đơn giản. Sau đó thì WK trial cộng với DW, còn mấy cái nào bằng tiêm bằng 0, A bằng 0 hết, mà đây D đam đam bằng 0, một đến D đam bằng 0, bởi vì trong này nó bước sau là có bước tính lập, cho nên cái chỗ này cũng khá là quan trọng trong việc làm code của mạch lab á, cái chỗ này rất quan trọng. Và sau đó thì chúng ta sẽ check plastic, sau đó rồi giữ thế vào phương trình FK, có thử nó lớn không, biến không, biến không thì elastic, còn lấy biến mà không thì elastic, còn lớn không thì plastic. Chúng ta phải dựa vào cái mai trận đó để trừ ra, tìm được những cái khoảng tăng, từ đó mình tính lặp lại. Nói vậy chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Thì sau khi mà chúng ta có bước elastic thì chúng ta cho giống như là elastic trail không, ở đây tổng bộ xong VB, VBK gì đó, sau đó là cho nó tăng lên bước tiếp theo. Cho nên khi đến hạn lớn không thì chuyển về elastoplastic. Thì ở đây elastoplastic tương tự như kia, chúng ta có hệ số tolerance, dung sai, tolerance Newton là ở đây có lúc khi 1, 1, 4 mà nghĩ hiểu nó là 0.001, thì nghĩa của nó là khi nào mà nó còn lớn hơn 0.001 thì nó sẽ lặp lại, cho nên nó dừng thôi, tức là khi nào hàm F này tiến gần tới 0 nhất để dừng lại. Đó, thì chúng ta có K, có G, tính K, G lại một lần nữa, K, G, B, K, V, K là từ cái mình vừa tính được hồi nãy á, là Elastic Trail. Sau đó chúng ta thế vào tìm DF trên DB, DF trên V, DF, DB, DB, V, đó, tùm lum, DB, DA. Thì nó khác cái chỗ CBA ở chỗ hồi nãy, trong CBA nó có nói là nó có cái đạo hàm bậc 2, tức là đạo hàm một lần nữa, ví dụ như DF trên BB ở đây bằng 2 B trừ A, thì ở đây DF DB đạo hàm DB một lần nữa, nó mất BDB B còn 2, đạo hàm ở chỗ đó thêm A là nó mất 2, nó nằm trong cái phương trình này 1 bằng 6 mà hồi nãy lần đầu tiên, bước lần nãy đầu tiên mình trình bày cho ta, đúng rồi. Nãy em chưa có trình bày đó, chính là khi mà quan sát các phương trình với nhau thì thấy cái mối tương quan của nó đều là, ví dụ như là nói về DB, nói về DW, về mối quan hệ của nó. Cái cách mà em chưa có nhìn nhận ra đó chính là cái mà làm sao để chúng mình ra đó thôi. Đó, cái này là tương tự như cái này mà, đúng rồi, cái lý thuyết hoặc cái này tương tự mọi người mới trình bày đó. Tổng bộ đến mấy là I, F và J, tính DX. Ở trong có bài lab em trình bày thử thử như vậy luôn.
Sau đó thì lấy ds bằng j nhân trừ f, bởi vì chúng ta có là ds nhân j thì bằng trừ f, rồi đây nhân với j trừ 1 cả hai vế. Đó, j trừ 1 cả hai vế. Rồi, sau đó thì giải cái phương trình này ra thì nó d2b, d2q, d2epsilon vb, d2epsilon lambda. À, 6 dẫn của cái phương trình đó là những khoảng increment, cho increment, double increment. Nếu thì nó cộng lại, chúng ta sẽ thu được q, dqk, dbk, depsilon v, d lambda. À, thế nào vậy, chúng ta sẽ thu được b, q, epsilon, a mới. Và thế lại phương trình lần nữa, nếu như lúc này mà nó chưa thỏa điều kiện bí hơn tolerance thì mình sẽ tiếp tục tính tiếp, nó cho đến khi nào là mình không thì thôi, mình cộng từ cái khoảng nhỏ đấy là lambda. Đó, chúng ta sẽ thu được một kết quả gần như là tuyệt đối chính xác nhất. Nó giống như là cái phương pháp kia, nhưng mà tại sao cái phương pháp CBBM nó lại chính xác hơn so với CBBM, bởi vì nó dựa vào cái may chặn này, cái may chặn này chính là cái mà không hiểu. Em thấy ở phương pháp CBA thấy nó cũng gần như là chính xác rồi đó, nhưng mà có một cái vấn đề gì đó mà nó phải đến bước 500 nữa chứ, còn CBM nó lại dùng may chặn, và cái may chặn này lại làm cho nó chính xác ngay từ những cái bước đi chập chững đầu tiên, tức là những cái step đầu tiên kết quả nó có luôn. Còn đối với cái phương pháp CBA thì nó cũng tương tự như simulation, tức là ứng với step của simulation thì nó sẽ ra một cái quả chính xác hơn, chứ không thể nào mà so sánh CBBM được. Đối với CBBM nó sở hữu những cái ưu điểm vượt trội của CBA, nhưng nó sử dụng cái thuật toán khác, từ đó thì nó sẽ ra cho một kết quả chính xác nhất, cho một cái step nhanh nhất. Rồi tương tự như vậy, sau khi mà chúng ta có các đại lượng này, chúng ta sẽ có epsilon q mới và epsilon v. Ở đây cô lối cẩn thận chỗ epsilon vp. Rồi vậy thôi, thì chúng ta sẽ có cuối cùng là bước fully explicit. Thì cái này em giữ lại lần kỷ niệm, thì cũng tương tự như những cái lý thuyết quan trọng duy nhất, đây là những cái ngày đầu tiên khi mà đọc sách thì đó cũng tương tự như vậy đó, law uses tương tự như vậy. Em thấy thầy trình bày tóm hơn, còn cái của em là như là khai triển chi tiết nó ra, ví dụ như ở đây đã hàm nó ra ghi lại những cái HIHB của cái D lambda plastic flow rule. Đó, nó đây ghi lại được cái hiệu consistence condition, hardening parameter D lambda để hay về cái tính sao, về tính sao và constraint control về epsilon về convolution. Rồi ok, chúng ta sẽ chuyển qua thuật toán của fully explicit law và kết quả của nó luôn, cố gắng lên. Thì khác với semi-explicit, khác với toàn bộ các bước trên luôn, là semi-explicit CBA hay là CBBM á, thì ở fully explicit thì ta có là một phương pháp tính trực tiếp. Ở đây là chính là mình sẽ sử dụng toàn bộ dự kiện mà chúng ta sẽ không trải qua bước elastic predictor hay là bước plastic corrector anymore. Đó, chúng ta sẽ sử dụng những dự kiện ban đầu thì chúng ta sẽ tính KG, sau đó thế trực tiếp vô luôn. Tại sao ban đầu tiên chúng ta phải tính KG? Không hiểu luôn, đúng rồi, không hiểu tại sao tính KG. KG để làm gì ta? Thôi cứ tính đi, từ tính tiếp. Nó phụ thuộc vào bước tiếp theo. Thì đầu tiên thì cứ tính KG, nó phụ thuộc vào BI-1 và QI-1, AI-1. Thực ra thì đầu tiên chúng ta sẽ check elastic của bước trước để chúng ta xem, thử xem là nó đang nằm trong elastic hay plastic. Nếu trong elastic thì cho D lambda mà không được D bằng thẳng bước số 5. Thì cái bước số 5 tóm tắt ra ở đây á, thì đó chính là biến dạng, tức là biến dạng rồi, chắc không copy đợi tí. Hình như cái này không phải là bước số 5 à. Cái này căng à. Bước số 5 đâu. Bước số 5 này D lambda bằng 0 à. Copy vô không ta? Epsilon vb bằng 0, cái này cũng ghi epsilon bằng 0 không? Thì thẳng tới bước số 5, tóm tắt ở đây là elastic strain, stress strain.
Đó thì ở đây đó luôn. Để làm D, D, B bằng 0 gì đó. Thế cho anh xem thử nó là gì. Thì ở đây rồi chúng ta flow rule. Rồi sẽ có D xong VB bằng 0, D xong VB bằng 0. DB bằng cái này tức là mình sẽ nhân vô nó chính là giai đoạn elastic thôi. DB bằng D xong V, DQ bằng D xong V. DB ray nhân D xong V, DB untrain thì nó nhớ là DQ à. Rồi sau đó thì chắc số này không thôi. Để không cho đẹp. Đó sẽ lấy b và v db đem xong với b bằng 0 thì cái này bằng 0 thì dự nghiêng cái này thì bằng 0 cho nên e bằng a0 luôn. Còn f xong v bằng đem xong v bằng 0 rồi, phải không? Cái gì đây vậy? Đúng rồi, đem xong v tăng lên. Đem xong v bằng 0, đem xong v y là cái gì? Ui sao mình chưa tính đây ta? DSV đối với trend and trend mình chưa tính à? Cái này à? V cho này à? V chụp cái này à? Rồi xong V. Này bằng 0. V bằng 0. VB bằng Y là đây là xong V luôn á. Rồi còn với đêm thì nó tương tự vậy nhưng mà có đêm đề được đều không đề được thổ thế mà tính tương tự như vậy. Còn ở bước elastoplast để cái thì chúng ta phải tìm cái đi lambda. Mục đích của nó là khi mà chúng ta lớn không thì chúng ta phải tìm được cái đi lambda của nó để mà tìm cái bước plastic, tức là để qua cái giai đoạn plastic rồi. Chúng ta phải có đi lambda, đi lambda theo strain control và có thích HB. HB thì đã đa hàm k nhân df nhân db thì các bình còn b d nhân q nhân df nhân dq thì các bình nó thế vào tương đương được HB đó. Sau đó HB có rồi, k có rồi, nếu k mới tính ở trên r cái tính giờ nếu dq có rồi chủ đó cho chủ yếu là df xong v v thì trong này em cũng nên thành lý bài cho df xong v mình tìm cả ngày nó ra mà sáng xong rồi tìm ra. Tức là phải để ý cái đem xong về á, bước đầu tiên thì đem xong bằng không thì mình không có gì phải bàn, nhưng mà cái bước tiếp theo á khi mà phải tính cho bước này thì cái đem xong về đó chính là cái đem xong về của bước trước và bước xong về trước nữa chứ không phải là cho nên là y về y chữ một không ra cũng không ra. Lý do biết nó ra là khi mà kết quả chạy ra thì so sánh được cao mình thấy ok. Sau đó thì sau khi làm xong thì ở đây copy lại những cái của thầy này. Cái lý thuyết trong cái đầu của thầy. Requires chain increment. Not fully granted. After this so go. Đó. Nó có sẽ có những cái sai sót. Cho nên là để mà improve nó cutting plan. Các em bây giờ bị cut son bone stress và series basic. Cuối cùng em đã giải được hết ba cái hình ảnh này. Đầu tiên khi em đọc lý thuyết của thầy đó, em thấy ủa sao có cutting plan close the point. Còn cái này em tự ghi vô cho mình biết mình có cái này à. Cái cuối cùng sau khi mà em đọc lại một lần nữa thì ra lúc đó mình lại đọc lại để biết cái mô hình đó nó cần cái gì. Và bây giờ là kết quả. Kết quả ở đây trong này thì chỉ có cái kết quả đó cái tự tin cậy được là kết quả của thầy, tức là từ mô hình CBM mà thầy cho của untrained. Như đã thống nhất thì chúng ta sẽ quyết định sẽ chạy từ 10 100 1000 1000 đó là cái này chắc tạo các bạn kết quả riêng quá. Giờ làm biếng lắm. Ở đây thì chắc show ra về trước một tí nữa em sẽ chạy, em sẽ tổng hợp một file work riêng. Nếu như mà thầy yêu cầu thì mình sẽ có sẵn luôn. Còn ở đây thì em sẽ trình bày sơ bộ lên 500 thôi.
Hồi nãy hình như cũng để trên 7 sơ sơ chỗ này rồi. 509 627. 509 627. Còn ở đây là 506 620 của CBA 500 đó. Thực ra ở đây là mình phải chạy tới 1000 lắm. 1000 hay là 10000 á. Hai phương pháp này là chạy maximum luôn. Tí mình chạy cho sướng. 500 1000 100 10000. 100 500 1000 10000 chạy 10 luôn cho nó sốc. Đó. CBBM ở đây cũng chạy bước 200 mà đâu cho đầu tiên không làm không được. Sau đó thì em nhận ra lúc làm fully fluency em làm được hồi nãy nhưng chạy bậy. Thì kết quả là 497 591 á. 497 591 bước 200 là đã là đáng tiếng cậy rồi đó. Bình thường 50 đã ra kết quả rồi. Ở trong Android thì em trình bày chi tiết hơn. Các vải hình ra. Để coi. Trong 10.000 này giống nhau nè. Ở đây là mình sẽ có 497 591 mà cái đây có thể là ở bước 1000 mới chính xác. 497 591 chúng ta sẽ kéo thẳng tới fully split 5000, 497 591 là thế thôi. 10.000. Đó, thì kết quả của fully split ở bước 10.000. Ở bước 10.000 step nè thì nó tương tự như kết quả của CBBM ở bước 200. Có thể thấy nó bá đạo thì có đâu đâu. Đó mà nó chạy tới 1000 nữa là thôi. Chùm luôn. Đó là cái mà mình trình bày. Ở thực ra là ở bên trend thì nó sai số khá là. Em cảm thấy bên on trend thì số nó gần nhau hơn so với trend. On trend nè. Trend. Ở đây thì để em kiểm tra lại cái này coi. 10, 100, 1000. Gần 1000 là chính xác rồi. 200 là cũng đúng rồi. Gần là chùm luôn. Thì cái này mình chạy sẵn rồi. Năm trăm của simulation nè. 278333 278333 giống luôn. Fully simulation 278340. Thì khoan. Đúng rồi. Thì mình kéo thẳng tới 10.000 luôn. 10.000 là 278334. Thì CBM nè. CBM ở đây thì em sung hơn, em chạy 10 step. 10 step là nó muốn ra một kết quả tương tự rồi đó. Mà điều sai số nó đưa về rất lớn rồi. Đưa về lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba này. Thứ nhất đưa về tại đây, lần thứ hai, lần thứ ba đây, đây. Rồi, tăng cái bước lên thì cái bước lập nó ít hơn. Đó nó còn sai số tới này thì thôi. 50 step. Khoảng 200 step là được đó. 1000. 1000. 0.1. 334 gì đấy. 10 gần đâu. 278334. Khoảng 100 là có chứ. 278334 khoảng 100 bước là nó sát lắm rồi. 200 bước là chuẩn luôn. 278334 này, kiểm tra hai kết quả là giống nhau này. Đó là hình của thầy. Hình đây của em. 500 278333. 1000. Máy hết xung rồi. Cái lần này em biết xung hơn em chạy tới 500 mà. Em thấy đúng không? Không xung rồi không chạy nữa. Nói chung là phải sung thì mới chạy được. Và cuối cùng là những cái bình luận dành cho cái bài tập. Và sẽ kết thúc phần volumetric ở đây. Còn ý thức nhiều quá. Ok, vậy thì em sẽ trình bày luôn. Sau khi mà em chạy toàn bộ mô hình thì em đã rút ra được cái gì? Như là trình bày nãy giờ thì em đã rút ra một đống rồi đó. Còn nếu mà để chính xác hơn á thì chúng ta sẽ tóm lại. Tóm lại như thế nào ta? Chết rồi. Đây. Thực sự là để mà tóm lại thì chắc chỉ còn có một cái hình này là đủ. Đó là gồm hai bước trend nhưng mà cái này nó là nói chung cho đất. Thực ra ba mô hình nó đều là thể hiện cái ứng xử của đất thôi, chứ đâu có gì đâu phải mà căng thẳng. Thì untrend á
thì cái mẫu đất nó càng loose thì nó sẽ có xu hướng quay về góc tọa độ, tức là BV kép của nó, áp lực nước thặng dư của nó sẽ tăng lên, làm cho cái ứng suất nó làm cho nó mất ổn định, ứng suất nó sẽ giảm đi, đất này sẽ chịu ít đi và giảm. Còn đối với lượng đất nào mà dense, medium dense là mức độ đặc chất của nó, thì đầu tiên áp lực nước thặng dư sẽ làm cho số này, nhưng mà sau đó thì đất sẽ chịu lực và nó sẽ đi lên lại. Đó là xu hướng của untrend. Còn với xu hướng của trend thoát nước á, thì nó nói chung cả hai cái đều phụ thuộc rất nhiều vào độ rỗng, và nó phải thể hiện được yếu tố đó, chính là đối với mẫu nào mà lỏng á hay là loose thì nó sẽ có xu hướng compaction, còn đối với những mẫu mà nó đã dense rồi thì nó sẽ có xu hướng dilation. Và tại cái bước phá hội tới hạn thì cái epsilon v nó sẽ không đổi. Ví dụ như ở đây epsilon v nó không thay đổi, epsilon v nó không thay đổi. Hai hình này nó là gì? Hai hình này có thể là đầu tiên vật liệu nó chạy lên này, nó compaction, nhưng sau đó nó dilation, nó như thế này đó, cái này lên compaction, đây là b v v epsilon v mà đó. Cái hình này nó nói là điều gì ta? Cái này chỉ với compaction, dilation, compaction. Đó, loose thì nó sẽ có xuống compaction, còn dense nó sẽ có dilation. Đó, thì nhìn cái này như vậy thôi. Còn cái đường F bằng 0, khi gần tới đây thì epsilon V nó chạm tới đây phát là epsilon V không đổi luôn. Đó, đó là cái cách mà để hiểu cái bài tập. Và đây là cái tóm lại. Đó, volume change này, praxy versus compaction decrease. Loose thì nó sẽ có xu hướng compaction. Đó, cả cái này đều phụ thuộc vào void ratio hết á, hay là initial, proportional, pretty void ratio. Rồi, đối với như thế này, shear bend and angle compaction dilation, tendency compaction. Nói chung là chốt lại hai câu đây thôi, chứ cũng không có gì hết. Loose nè là xu hướng nó vừa không, tại sao xu hướng vừa không ta? Vì nước nó chịu, bởi vì nó untrend. Và dense nè, nó sẽ tạo ra một cái áp lực nước thẳng dư âm, cho nên nó đi lên này negative. Còn kia là tạo ra áp lực nước thẳng dư dương. Nó cho nó sets by origin, còn kia là by origin. Nhưng mà áp lực nước thẳng dư âm hay dương thì chắc cái này còn phải nghiên cứu thêm. Còn cái cuối cùng khi mà nói về vật liệu này nè, đó là trong điều kiện thoát nước ở trạng thái lỏng á, thì chúng ta sẽ có loose state, chúng ta sẽ có volume compaction, decrease volume compaction. Dạ con nghe cô nào. Positive volume transition loose and tense and negative cycles. Dạ. Dạ cũng nói chung ở nhà không cũng hơi buồn, nhưng mà tại con ở nhà làm việc á nên là cũng không buồn cho lắm. Nhiều phải tập 2 chứ. Dạ.